Xin chào tất cả các bạn, tôi là Ngô Thị Vân Hạnh, tôi hiện nay là CEO của tập đoàn truyền thông Yeowon. Chúng tôi sẽ định vị Yeowon trở thành một content hub, là đơn vị sản xuất và cung cấp nội dung đa nền tảng số 1 Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế. Song song đó, chúng tôi sẽ xây dựng Yeowon trở thành một đơn vị sản xuất nội dung truyền hình và đưa các chương trình giải trí lên một tầm cao mới, tạo ra giá trị tinh thần bền vững cho khán giả Việt Nam. Trước tiên, tôi tự tin về kinh nghiệm của bản thân. Tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm ở tại các công ty, các tập đoàn sản xuất và truyền thông lớn trên cả nước. Đó cũng là một trong những quyết tâm khi tôi quyết định chọn Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mua phiên bản từ Trung Quốc Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Rất nhiều người không tin rằng chúng tôi có thể mời được một lúc 30 chị đẹp giống như phòng mét gốc tới tham gia một chương trình. Chúng tôi sẽ xây dựng giá trị cốt lõi dựa trên những cảm xúc chân thật, những câu chuyện của các chị mà không hề bị bóp méo, không hề bị làm cho nó xấu xí đi. Trước tiên, nếu so sánh với phiên bản Trung Quốc thì chúng tôi sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Trang thiết bị mà hiện nay ở Việt Nam chúng tôi đang có, thì nếu mà các bạn so sánh và các bạn đã đi sang Trung Quốc, các bạn xem thử format gốc người ta quay như thế nào và người ta sử dụng những trang thiết bị cũng như là cái phim trường của họ khủng khiếp như thế nào, thì các bạn sẽ thấy rằng có lẽ là chúng tôi không làm được. Tuy nhiên, với những khó khăn đó thì chúng tôi đã có một cái lợi thế về nội dung, bởi vì các chị đẹp của chúng ta, những câu chuyện của họ, những kỷ niệm và những cái cảm xúc cũng như là những cái giá trị mà các chị mang lại cho chúng tôi rất là tuyệt vời, nên chúng tôi có những cái nội dung tuyệt vời đó để bù đắp lại một phần nào đó thiệt thòi trong kỹ thuật và trong những điều kiện khó khăn trong trang sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã tính đến sự đầu tư khủng, chúng tôi đã cũng tính đến sự khó khăn của thị trường, chúng tôi cũng tính đến những khó khăn về điều kiện và trang thiết bị và cơ sở vật chất mà chúng tôi đang có, liệu có theo được những gì mà bên format gốc họ đang làm hay không. Kinh nghiệm của mình và sự cân nhắc và cũng như là những cái giải pháp để chúng tôi có thể tự tin để chúng tôi sản xuất, thì cho đến thời điểm này tôi tự tin vào cách mà chúng tôi đang làm. Sự đầu tư của chúng tôi hiện nay là lớn nhất thị trường. Chưa bao giờ chúng tôi được đầu tư một số tiền lớn như vậy để sản xuất một chương trình phát sóng trên truyền hình. Và đây tôi cũng tin rằng đây là chúng tôi là đơn vị tiên phong ở trên thị trường. From content to commerce, có nghĩa là từ những giá trị hình ảnh, những câu chuyện chúng tôi kể ở trong chương trình cũng sẽ là cơ hội để cho các nhãn hàng cùng đồng hành với chúng tôi để quảng bá về thương hiệu. Câu hỏi này cũng là cái bài toán rất là khó với chúng tôi, bởi vì chúng tôi tự áp lực với chúng tôi rằng nếu chúng tôi đã sản xuất được Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, vậy thì những chương trình nào tiếp theo mà sẽ không làm cho chúng tôi cảm thấy là cái thử thách nó giảm dại. Thì tôi tin rằng những chương trình mà Yeowon lựa chọn cũng như là chúng tôi đã có kế hoạch sản xuất sẽ là những chương trình giống như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, lớn cả về mức độ đầu tư, lớn cả về số lượng người tham gia, lớn cả về số lượng content mà chúng tôi sẽ có ở trong chương trình. Thì hy vọng rằng với những định hướng này, chúng tôi sẽ tạo lên một cái giá trị riêng biệt và một cái định hướng riêng ở trên thị trường tại thời điểm này và trong năm tới. Chúng tôi hy vọng khán giả hãy ủng hộ chúng tôi, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 trên kênh VTV3 vào lúc 21:15 tối thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 28 tháng 10 và 21:45 trên kênh YouTube Yeowon Show. Đón xem Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3 và YouTube Yeowon Show từ tháng 10 năm 2023.